Tôi đang có mặt tại khu vực Khe Tiên thuộc một phần của dãy núi Hồng Lĩnh, và như quý vị có thể thấy thì phía sau lưng tôi những cái đám lửa đã bắt đầu bùng lên. Cái vị trí này thì là cách cái vị trí mà đám cháy trên núi Hồng Lĩnh xuất phát thì khoảng 3 đến 4 cây số, tức là chỉ trong khoảng hơn 24 giờ thôi thì là đám cháy đã lan rất nhanh rồi. Gió Lào hiện tại đang thổi rất là mạnh khiến cho những cái đám lửa ngày càng lan ra rộng hơn. Theo các lực lượng chữa cháy đang có mặt tại hiện trường thì đã có 4 cái đường băng cản lửa được tạo ra để ngăn đám cháy này. Tuy nhiên là đến cái thời điểm hiện tại thì đám cháy đã băng qua tất cả 4 cái đường băng cản lửa này và đang tiến đến sát khu dân cư ở phía dưới cách đây chỉ khoảng hơn 100 mét thôi. Hiện tại tất cả các lực lượng phòng cháy chữa cháy, tất cả các lực lượng của tỉnh Hà Tĩnh đang dồn sức để dập đám cháy này. Tuy nhiên là với cái sức cháy với cũng như là những cái cây khô dễ bắt lửa, thời tiết nắng nóng như thế này thì việc dập đám cháy thực sự là rất khó khăn.